Hôm nay là ngày 3 Tết Nguyên Đán 2024. Hôm nay nhân dịp đầu năm mình đi một vòng thành phố Châu Đốc ghé viếng chùa Bà Chúa Xứ. Hiện tại mình đang chạy trên đường Tân Lộ Kiều Lương từ thành phố Châu Đốc lên núi Sam, viếng Bà Chúa Xứ khoảng 5 km. Và hiện bây giờ mình đang chạy ở trong làn đường dành cho xe gắn máy, còn phía ngoài bên đây là làn đường dành cho xe 4 bánh, xe ô tô. Thì hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi, lượng khách đi lên Châu Đốc tham quan du lịch cũng như đi thăm viếng các chùa chiền ở tại thành phố Châu Đốc cũng tương đối khá đông. Bên trái trước mặt đây là chùa Huỳnh Đạo. Chùa này do người Hoa người ta xây dựng. Phía trước mặt đó là núi Sam. Núi Sam này là một khu du lịch nổi tiếng của khu vực miền Tây. Nó có độ cao trên 2.500 m. Bây giờ chúng ta đã tới khu vực khu du lịch Chúa Sam. Bây giờ mình rẽ phải để đi vào Bà Chúa Xứ nha. Hiện bây giờ thì lượng khách đi cũng tương đối đông thôi chứ cũng không phải là quá đông. Chủ yếu thì mình nhận thấy xe 4 bánh rồi nhiều, xe du lịch của các tỉnh người ta đổ về đây. Trước mặt đây là miếu Bà Chúa Xứ, nhưng đây là cổng sau nữa. Còn đây là khu vực lăng mộ của Thoại Ngọc Hầu. Và hiện bây giờ mình đang đi trên đường Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Lượng người tham quan cũng như đi viếng Bà Chúa Xứ bữa nay cũng rất đông. Còn đây là cổng chánh vào miếu Bà Chúa Xứ nha. Rồi chúng ta đi vào tham quan nha. Trước mặt đó là miếu Bà Chúa Xứ. Và với một lượng người đến cúng viếng rất đông, có thể nói có hàng ngàn người.
quá đông, cho nên mình cũng không thể đi vào bên trong khu chánh điện được. Mình chỉ có thể quay cho các bạn xem bên ngoài thôi. Bây giờ mình bắt đầu đi trở xuống nha. Lượng khách quá đông. Đây là cổng sau của miếu Bà Chúa Xứ. Cái lượng khách đi về cũng như đi tới viếng Bà Chúa Xứ rất đông. Rồi bây giờ chúng ta đi trở ra về nhé. Lượng khách hôm nay đông quá, thành thử ra mình không thể đi vào sâu bên trong khu chính điện được. Đây là đường lộ cổng sau của miếu Bà Chúa Xứ nha các bạn. Dọc theo hai bên đường là những cơ sở mua bán các vật dụng để cúng bà, đặc biệt là người ta mua bán các loại mắm, mắm ăn đó các bạn. Rồi ngoài mắm ăn ra rồi bán những mặt hàng có nhu cầu hàng ngày, ví dụ như là đường, sữa, quần áo vân vân. Và hiện bây giờ mình đang đi trên đường này gọi là đường cổng sau của núi Sam. Ở cái đoạn này thì nhà nghỉ cũng rất nhiều. Còn đây là khu du lịch cáp treo núi Sam, đường vào cáp treo núi Sam. Còn đây là cổng chào khu du lịch cáp treo núi Sam. Trước mặt các bạn là hệ thống cáp treo của núi Sam nha. Thì hệ thống cáp treo này nó sẽ dẫn từ ga cáp treo lên núi Sam, trên đỉnh núi Sam, phía trước mặt là đỉnh núi Sam. Còn đây là cái khu vực phòng bán vé cáp treo núi Sam nha. Khu vực ga cáp treo núi Sam nha các bạn. Còn bên đây là khu tâm linh, gọi là điện dược sư. Đây là điện dược sư.
Sau vài giờ đồng hồ đi viếng chùa Bà Chúa Xứ cũng như tham quan một vòng thành phố Châu Đốc, năm mới chúc toàn thể các bạn quý anh chị một năm dồi dào sức khỏe và sự như ý. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.